ăn xài gì cũng được á. Thì tôm nhà nuôi cái con ký làm như là muốn tiết trong bụng hả? Có cái rổ hay cái gì đó. Bây giờ điều quá rồi, rất quá mừng rồi, được gì quá mừng rồi. Điều rang này chứ đâu có con sò le nữa đâu, hết sò le luôn. Để gì hả? Ngồi cho nó khô hả? Có rổ không? Con sò le này. Bốn tháng rồi. Còn cái con bữa hổm mình chụp hình là nhiêu mấy con mà tào lao dục qua ao lắng mà con cỡ 180 gram, 200